Bộ Y tế Việt Nam ngày 15 tháng 4 bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine điện tử cho người dân trên toàn quốc. Hộ chiếu vaccine có trên ứng dụng PC COVID hoặc sổ sức khỏe điện tử. Nếu không có ứng dụng này, người dân có thể lấy hộ chiếu bằng cách truy cập cổng thông tin của Bộ Y tế và điền thông tin cần thiết để nhận hộ chiếu qua email. Bộ nói, hộ chiếu vaccine sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới và Liên hiệp châu Âu ban hành, hiện đang được sử dụng tại 62 quốc gia và có thể nhiều hơn trong thời gian tới. Các nước đã chấp nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, bao gồm Nhật, Mỹ, Anh, Úc, Ấn, Singapore, Hàn Quốc, v.v. Tính đến ngày 14 tháng 4, Việt Nam đã tiêm chủng gần 209 triệu liều vaccine. Gần 100% người trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi COVID và hơn 51% đã được tiêm mũi nhắc lại. Trẻ em từ 5 tới 11 tuổi cũng đã bắt đầu được tiêm chủng kể từ ngày 14 tháng 4 và cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như người lớn.